Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 chiều nay thứ ba ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng những tin tức thời sự được cập nhật. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương tại thủ đô Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gửi lời chúc mừng tốt đẹp, trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, dành nhiều thời lượng tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần thu hút đầu tư, xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển về mọi mặt. Chiều qua, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt báo chí và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đầu năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Hội báo Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Tin mới bài hay hòa ngay lên mạng, xét và gửi 9 tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2022. Trong đó tác phẩm Để dòng nước trong xanh lệ về Bắc Hưng Hải của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đoạt giải khuyến khích. 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng kế hoạch chương trình nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm dự các giải báo chí trong tỉnh và giải báo chí toàn quốc, tăng cường quản lý 10 điều quy định về đạo đức người làm báo với hội viên. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua tỉnh Hưng Yên với tổng chiều dài 19,3 km qua 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Nhận thức được tầm quan trọng của dự án góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương, các hộ dân có đất thuộc dự án trên địa bàn huyện Văn Giang đã tích cực bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Huyện Văn Giang có diện tích cần giải phóng mặt bằng, bàn giao cho dự án là 152 ha. Huyện đang tập trung 100% nhân lực để chi trả tiền hỗ trợ bồi thường cho người dân. Đến hết ngày 20 tháng 6, tổng số hộ đã nhận tiền đền bù là 796 hộ, diện tích đã chi trả là hơn 44 ha, đạt 66% diện tích đất nông nghiệp. Hiện huyện đang tiếp tục giải ngân chi trả cho các hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành chi trả cho các diện tích đất nông nghiệp trước ngày 25 tháng 6. Lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6 tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, vị trí khởi công số 1 là điểm cầu chính tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường gom đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vị trí khởi công số 2 trên địa bàn huyện Sóc Sơn, vị trí khởi công số 3 trên địa bàn huyện Thanh Oai và vị trí khởi công số 4 trên địa bàn huyện Thường Tín. Dự án là cơ sở để thành phố Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng, tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, tạo ra trục giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị. Tiếp tục là các thông tin khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 6 cho biết đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các nội dung được người dân quan tâm góp ý tập trung vào bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 1,2 triệu lượt ý kiến, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hơn 1 triệu lượt ý kiến, tài chính đất đai, giá đất hơn 1 triệu lượt ý kiến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hơn 1 triệu lượt ý kiến. Theo ban soạn thảo, dự thảo luật đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều trong đó, tăng 5 mục, mục 3, chương 4, mục 1, chương 7, mục 1, 2, 3, chương 16. Bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến người dân. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa yêu cầu Bộ Y tế tiến hành điều chỉnh dịch COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B theo thẩm quyền, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét công bố hết dịch theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát tình hình dịch bệnh, công bố hết dịch trên địa bàn theo thẩm quyền. Hai xe taxi của hãng Sài Gòn Tourist thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã gian lận biến hóa giá cước tăng gấp 10 lần, vừa bị cơ quan chức năng phạt tiền và tước phù hiệu xe taxi 2 tháng.
Qua kiểm tra, xe có hai công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước. Dưới tác động của công tắc phụ, giá cước trên đồng hồ đã tăng từ 53.000 đồng lên 530.000 đồng. Hai tài xế đã bị lập biên bản về hành vi gắn thiết bị tác động làm sai lệch tiền cước với mức phạt 700.000 đồng một người và bị tước phù hiệu taxi 2 tháng. Hai công ty cũng bị xử phạt hành chính với mức phạt 11 triệu đồng một đơn vị. Sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của COVID-19, gần đây Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế. Ngay tại thủ đô Hà Nội, hội nhóm này cũng đã lén lút hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn ẩn mình. Để dễ dàng hoạt động, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, ba đối tượng chủ chốt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã thuê căn hộ chung cư vài tháng nay với giá gần 15 triệu đồng một tháng để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ngoài những luận điệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục như không được thờ cúng gia đình tổ tiên, không được kết hôn, sinh con, hội nhóm này còn thường xuyên nói xấu hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu chủ nhà chấm dứt ngay hợp đồng thuê nhà đối với hội nhóm này, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng cầm đầu để ngăn chặn triệt để, kiên quyết, không để hội nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tái diễn hoạt động trên địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, hiệp ước đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế đã được thông qua tại Liên Hợp Quốc. Đây là một thỏa thuận về môi trường mang tính lịch sử được xây dựng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với nhân loại. Văn bản của hiệp ước đã được các bên thống nhất vào tháng 3 vừa qua sau 15 năm thảo luận và 4 năm đàm phán chính thức. Sau khi được Liên Hợp Quốc thông qua, hiệp ước cần tối thiểu 60 quốc gia thành viên phê chuẩn để có hiệu lực áp dụng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi sự kiện thông qua hiệp ước là một thành tựu lịch sử, theo đó tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế, vốn chiếm 60% diện tích các đại dương trên thế giới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA mới đây đã nâng triển vọng nhu cầu dầu thế giới lên mức cao kỷ lục 102,3 triệu thùng trên một ngày trong một năm, đồng thời cho biết nhu cầu này sẽ được hỗ trợ bởi các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn ở các nước đang phát triển. Trong báo cáo thị trường trung hạn mới nhất được công bố tuần qua, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 6% từ năm 2022 đến năm 2028, lên mức 105,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng 5,9 triệu thùng mỗi ngày so với mức của năm 2022. Mức tăng trưởng trên sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực hóa dầu và hàng không. Theo báo cáo, khoảng 3/4 mức tăng trưởng trong giai đoạn 6 năm tới năm 2028 sẽ tới từ khu vực châu Á, trong đó Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn tăng trưởng chính vào năm 2027. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết nhiệt độ ở châu Âu đã tăng nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Hiện nhiệt độ trung bình ở khu vực châu Âu cao hơn 2,3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo tình trạng khí hậu ở châu Âu của WMO cho hay, mức tăng 2,3 độ C cho thấy châu Âu đã nóng lên gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ năm 1980, gây ra những tác động sâu rộng đến kết cấu kinh tế, xã hội và hệ sinh thái của khu vực. Đồng thời, các mối nguy hiểm liên quan đến khí tượng, thủy văn và khí hậu ở châu Âu vào năm 2022 đã dẫn đến trên 16.000 trường hợp tử vong cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến 156.000 người. WMO ước tính rằng thiệt hại tài chính liên quan vào năm 2022 lên tới ít nhất 2 tỷ đô la Mỹ. Một tàu ngầm nhỏ trong chuyến thám hiểm xác định tàu Titanic đã mất tích ngoài khơi bờ biển phía đông nam Canada. Giới chức Mỹ và Canada đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn con tàu này. Tuyên bố từ công ty OceanGate, công ty tư nhân điều hành con tàu cho biết họ đang huy động tất cả các lựa chọn để giải cứu những người trên tàu. OceanGate hiện đang thực hiện sứ mệnh Titanic thứ 5 cho năm 2023, được lên kế hoạch bắt đầu vào tuần trước và dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 6. Để tham quan xác tàu Titanic, hành khách sẽ vào bên trong con tàu Titan, tàu lặn dành cho 5 người. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã xác nhận chiếc tàu ngầm thám hiểm nhỏ với 5 người trên tàu đã mất tích gần xác tàu Titanic. Con tàu mất liên lạc sau khi lặn khoảng 1 giờ 45 phút. Mỹ và Canada hiện đã triển khai tàu và máy bay để tìm kiếm con tàu ngầm mất tích. Lượng oxy còn lại trong tàu được cho là đủ dùng trong khoảng từ 2 đến 3 ngày nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.